Thái Trinh bị cư dân mạng công kích hậu tố bị sàm sỡ bằng lời nói. Nữ ca sĩ Thái Trinh đang là tâm điểm của ngày hôm nay. Nguyên nhân bắt nguồn từ câu chuyện sàm sỡ bằng lời nói giữa nữ ca sĩ và nhân viên game show. Trước sự việc xảy ra, đa số sao Việt cũng như cư dân mạng đều dành sự đồng tình và hành động dũng cảm lên án của Thái Trinh. Tuy vậy, vẫn có không ít người để lại những bình luận ác ý, công kích nữ ca sĩ đang làm quá lên, thậm chí còn buông lời khích bác thô tục. Chính điều này khiến Thái Trinh và mọi người càng thêm bức xúc. Các nghệ sĩ Việt có thể kể đến như những cái tên Nguyễn Trần Trung Quân, Đại Nhân, Trương Thảo Nhi, Stylist Bông Chuẩn, Mai Phìn đã lên tiếng bảo vệ và ủng hộ cô lên tiếng để chấm dứt triệt để những hành vi khiếm nhã này. Trong các bình luận, Phạm Lịch đặc biệt được chú ý khi nói không phải ai cũng sẵn sàng lên tiếng đâu. Bởi lẽ hơn ai hết, cô là người hiểu cảm giác của Thái Trinh lúc này nhất bởi bản thân từng bị Phạm Anh Khoa quấy rối bằng lời nói. Thái Trinh còn thông tin phía đơn vị game show sáng nay cô tham gia đã gửi lời xin lỗi đến nữ ca sĩ. Còn về phía người bị cô đăng đàn vẫn chưa có phản hồi chính thức. Đồng thời, cô cũng thẳng thắn đáp trả lại những bình luận ác ý rằng mình đang đưa mọi chuyện đi quá xa. Bạn có thể nói Trinh làm lố, Trinh chấp nhận luôn, làm lố, kiêu căng, dễ nảy, nhạy cảm. Các bạn có thể dùng bất cứ từ gì, Trinh nhận hết. Trinh làm lố, nhưng lố được việc. Thà một người làm lố sẽ lên tiếng thay cho những người chưa kịp lên tiếng hoặc không có cơ hội lên tiếng. Lố có ích, Trinh chịu. Nữ ca sĩ đành thép. Bạn nói Trinh bú frame, không biết Trinh là ai, không sao cả. Riêng trong vấn đề này, Trinh không cần các bạn biết Trinh là con nào, làm được gì, có nổi tiếng không. Trinh chỉ cần các bạn nhớ là có một đứa con gái sẵn sàng lên tiếng về vấn nạn chung còn bỏ quên đâu đó trong góc tối xã hội. Chỉ là nói đùa vui, giữa hai người quen biết nói như thế là thô thiển, nói gì giữa hai người không quen biết và là nơi làm việc. Có mấy bạn đàn ông cũng đùa kiểu đó thấy vui với nhau, tự vui với bản thân chứ tôi không vui. Nữ ca sĩ cho biết càng nhiều sự công kích ác ý, cô sẽ càng quyết liệt với việc này vì đây là điều đúng đắn. Thái Trinh quả quyết. Trinh muốn vạch ra ranh giới rõ ràng cho danh dự và quyền lợi của phụ nữ. Trinh hiểu rằng bên cạnh những quan điểm trái ngược, Trinh có thể sẽ gặp bất lợi trong công việc, nhưng Trinh chấp nhận hy sinh một số quyền lợi nhỏ để hướng đến cục diện lớn. Đồng thời, Thái Trinh cũng cho biết thêm hiện tại sẽ ấn bài đăng trước đó. Ngay khi up status đó, Trinh đã không lường trước được những phản ứng trái chiều sẽ xảy ra. Sẽ có victim blaming, sẽ có những người đàn ông xem đó là bình thường. Cả một số những chị em phụ nữ chấp nhận đó là việc một người phụ nữ sẽ phải trải qua lần nào đó trong đời, nữ ca sĩ bày tỏ. Về phía công ty truyền thông, Trinh đã nhận được lời xin lỗi chân thành từ phía ban biên tập. Trinh cũng xin khẳng định ngay từ đầu việc lên tiếng không nhằm công kích công ty. Các anh chị em trong ekip rất tự tin và dễ thương. Chương trình cũng rất hay, một con show không thể dùng để đánh giá một tập thể, Thái Trinh chia sẻ thêm. Cũng theo lời chia sẻ của giọng ca càng cả nước mắt, việc cô lên tiếng về sự việc vừa qua là chỉ mong muốn được mọi người cảm thông, có những hành động cứng rắn trước việc ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mình dù chỉ bằng lời nói. Hay dũng cảm lên, la lên, gào lên, cho họ thấy mình không dễ bị bắt nạt, chứng minh cái câu, làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu, chỉ đúng với thời nào đó, chứ giờ là dị hợm với thế kỷ 21 này. Thái Trinh chia sẻ. Sự việc bắt đầu từ ngày 22 tháng 3, cụ thể, khi tham gia quay cho một game show vào sáng cùng ngày, nữ ca sĩ vô tình nghe được nhân viên quay phim bình phẩm khiếm nhã, xúc phạm mình với lời lẽ thô tục. Nguyên văn câu chuyện được kê trong bài đăng của Thái Trinh, sàm sỡ bằng lời nói. Trinh đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định nói ra việc này vì nó quá tế nhị, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Trinh và các nghệ sĩ nói chung gặp phải trường hợp này. Có thể những điều Trinh nói ra sau đây sẽ làm bên tổ chức game show không vui và ảnh hưởng đến mối quan hệ của Trinh và phía công ty. Nhưng Trinh quyết định sẽ không vì mình mà im lặng, mà là vì những đồng nghiệp khác mà lên tiếng. Hôm nay Trinh đi quay một game show, mọi thứ rất ổn, cho đến khi người trong ekip đi cùng Trinh tiết lộ, có nghe được đoạn hội thoại của một anh quay phim. Thật đâu, anh này bình phẩm đánh giá ngoại hình của Trinh, dùng lời lẽ đùa cợt với đồng nghiệp áo xanh bên cạnh. Thôi thì đoạn này Trinh không chấp, mình không đẹp hay có lỡ sức sẹo thì mình chịu. Tuy nhiên, đến vòng bấm chuông nhanh, Trinh có bấm thử chuông mấy lần để test chuông. Chị Puka khen Trinh bấm chuông nhanh thế. Hỏi, chắc chơi game nhiều rồi hả? Khúc này, anh quay phim đó quay sang nói với nhân viên khác. Tay bấm chuông nhanh thế này, chắc cầm, ba chấm, quen rồi. Nữ ca sĩ thể hiện rõ sự bức xúc đỉnh điểm đối với chuyện xảy ra với bản thân, đồng thời cũng là vấn nạn mà phụ nữ phải thường xuyên đối mặt. Nghe được điều anh này nói, mình thật sự cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương, không chỉ trên mạng xã hội mà cả ở ngoài đời. Người ta thích tự cho mình quyền năng dùng ngôn từ thô bỉ dung tục để đùa cợt, tình dục hóa câu chữ để thỏa mãn người khác. Sàm sỡ bằng lời nói cũng vô đạo đức không kém gì hành động. Trinh tin rằng đây không phải lần đầu các nghệ sĩ nữ phải trải qua điều này, thậm chí rất nhiều mà không ai nghĩ mình sẽ nên lên tiếng. Nếu là Trinh của ngày xưa, Trinh sẽ nuốt cục tức vào mà im cho xong chuyện. Nhưng càng tiếp xúc với nhiều phụ nữ, Trinh cảm thấy chính bản thân phụ nữ mình cũng chưa biết cách bảo vệ mình và bảo vệ cho nhau. Vì khi quay xong và nghe lại sự việc, Trinh liền tìm hỏi người chịu trách nhiệm chương trình và được nói chuyện với một chị gái. Chị liền xoay xoa bảo mình đi về rồi sẽ liên lạc lại sau. Chị cũng ngập ngừng, mình biết chị sẽ ngại và khó xử vì chương trình đang quay hoặc có thể chị đang bỡ ngỡ không biết bảo vệ phải làm sao cho đúng. Mình không trách chị vì mình nghĩ thôi thì trước hết tự bảo vệ bản thân bằng cách tự la lên vậy.
Trong bài đăng, Thái Trinh nêu rõ tên người đã nói xúc phạm mình. Nữ ca sĩ nói rõ bản thân không cần nhân viên đó xin lỗi mình, mà mong anh học cách tôn trọng đối với tất cả phụ nữ. Cô cũng gửi lời nhắn nhủ đến các nghệ sĩ, nếu có phải trải qua chuyện tương tự thì đừng ngần ngại lên tiếng.